Alo, xin chào cả nhà nha, chào anh em nha. Hôm nay quý cũng mấy bữa nay do hàng bán chậm quá, do ảnh hưởng tình hình thế giới quá trời đó anh em, tình hình Messi rồi này nọ, anh quần quá, khách ít đi mua hàng, cho nên quý bán hàng chậm cho nên là không có xả hàng mới được. Hôm nay trở lại giới thiệu với anh làm một cái clip này, quay một số những cái đồ nghề còn đang nằm ở bãi. Quý đồ nghề này hôm nay quý mong muốn là bán thanh lý nha cả nhà. Hôm nay quý sẽ quay cái clip này là thanh lý cho anh em nào mà ở xa đó, muốn mua về bán cốc cạch đó thì có thể tới làm việc. Đối với những anh em mới xem thì thông tin địa chỉ số điện thoại là nó nằm ở dưới phía dưới video nha cả nhà, nằm ở phần mô tả phía dưới video nha. Phần mô tả là khi chúng ta nhấp vô màn hình đó thì trên điện thoại là sẽ hiện, để chữ hiện thêm nha cả nhà. Còn trên màn hình TV thì anh em nhấp vào truy cập kênh, rồi nhấp vào ghi thông tin mô tả, người ta có những cái mục trong đó, mình vô đó mình tùy chọn ha. Quý đọc sơ lược là chỉ là số 629 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, chỗ quý là cách trạm thu phí An Sương An Lạc 100m hướng miền Tây đi lên, 100 đến 150m nha cả nhà. Kia xa xa đằng kia là trạm thu phí đó. Rồi, bên đây là cây xăng 540. Rồi, quý nằm ở số 629A nha cả nhà. Địa chỉ của quý đây. Lô hàng này quý mới xả cũng chưa có bán được nhiều lắm, nhưng mà quý cũng mong muốn có anh em nào muốn thanh lý thì do nó chưa bán được nhiều thì nó còn nhiều đồ bán cho anh em để quý xả cái khác ra bán. Lúc này cuối năm hàng về nhiều quá, cuối năm thì hàng sẽ về nhiều mà tiêu thụ thì lại chậm. Rồi, quý mong muốn thanh lý. Cây này là cây cải vỏ xe. Rất là nhiều đồ nha cả nhà. Kìm nè, kéo cắt ton nè, mắm đầu cót nè, dũa nè. Mấy cây kìm này anh em về vệ sinh á, tôi quý thấy có nhiều anh em bán trên mạng á, về vệ sinh chùi chùi cho nó bóng bóng lên, rồi cái tình trạng này thì hiện nay nó bị nước mưa nó bị cứng ha. Về mình gõ nó, mình xịt dầu vô nó nhả xét ra là trơn tru. Anh em bán vài chục ngàn cây. Một cây này chừng 2 lạng 3 lạng anh em. Anh em bán mà giá mà khoảng chừng 70-80 ngàn là người ta ôm chạy liền. Bán trơn tru đàng hoàng, bán giá 60-70 là người ta ôm ta chạy liền. Kìm Nhật anh em thấy không? Đóng dấu, đóng chữ, đóng ký hiệu gì đóng lung tung beng hết trơn. Nhưng mà bị tiếc cái là bị cứng. Rất là nhiều đồ. Kìm cắt cáp nhỏ nhỏ. Khu vực này có một số đồ dành cho ngành cơ khí, chẳng hạn như kéo nè, lưỡi đục gỗ nè, trong đây có rất là nhiều những con dao tiện này. Dao tiện phải không anh em? Rất là nhiều đồ. Anh em nào có muốn làm sĩ thì mạnh dạn liên hệ nha, liên hệ để nhận báo giá nha anh em. Không có gì đâu, anh em đừng có ngại nha. Cứ việc liên hệ nhận báo giá. Nhận báo giá cơ bản đi, rồi mình nhắm cái đường ra như thế nào, cái đầu ra mình như thế nào, rồi mình tới trực tiếp mình xem hàng trực tiếp. Cây này 17 ly vặn tay ha,
độc đáo không. Cây này 10 ly quặng tay. Rất là nhiều đồ độc đáo. Lưỡi tiện, dao tiện gì. Búa lùa xùa. Thước nè, thước dây nè. Thước này dành cho anh em làm nghề môi giới kinh doanh bất động sản nè. Cái thước này 50 mét nè nè. Ghê không? Cái thước này kéo 50 mét. Đất bây giờ 50 mét mặt tiền anh em kéo 100 mét kéo 2 lần. Đồ này của chi tiết máy gì đã tháo ra nè. Quá nhiều đồ. Do là quý xã dày quá cho nên là nhiều người không bao giờ bư tìm được ở dưới. Gì cũng có hết cả nhà. Tăng tăng. Hỏi chị hai số lượng khoảng nhiêu tấn anh quên. Ừ. Ở ngoài trong luôn. Cái này cái gì mà lạ quá. Quá rồi. Quá trời đồ cả nhà ơi. Hả? 5 tấn hả? Hôm nay quý sẽ quay cho anh em cái chỗ của quý là có hai khu để đồ nghề. Ở đây là một chỗ ha. Và bên trong đây là một chỗ nữa. Phía bên trong cái mái che này. Đây thì tổng cộng hai khu này cộng lại khoảng 5 tấn nha anh em. 5 tấn này mà anh em đâu đó có khoảng chừng 150 triệu thì 150 hoặc hơn xíu thì anh em có thể kinh doanh được rồi. Và kinh doanh cái này thì từ lời tới lời chứ không bao giờ lỗ anh em ơi. Anh em về địa phương mình á có mái che đó, có mái che là anh em cứ bỏ trong mái che đó anh em bán. Ôi có cục hít, bà hít bà nằm dưới nè. Bà hít. Anh em bán tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, tại vì cái nhu cầu sử dụng đồ nghề á là nó sẽ có thường xuyên thôi anh em. Tiếp họ xỏ sâu sẵn nè. Đầu này đầu 26. Đầu này đầu 36. Đầu này là đuôi 3/4. 26. 32. Tiếp bông mai không anh em ơi. Tiếp bông mai. Những cái loại búa như này anh em bán mà bán nhanh á, xin lỗi á, anh em bán 100 ngàn một ký là quý nói là đi chóng mặt luôn, đi ào ào luôn. Cho nên á, cái địa phương nào mà ít có người làm hàng này á, anh em về lấy anh em có thể bán được. Tại vì khi mà cái người dùng cái búa Nhật á anh em, đóng cái đinh á, rồi cầm cái búa Việt Nam, mà xưa giờ cầm búa Việt Nam đóng á, không rồi bây giờ cầm cái búa Nhật á,
đóng cảm giác sẽ khác liền anh em. Nó rất khó trượt anh em. Nó một cái điều tuyệt vời của nó mà mình không thể không nhận ra liền. Mình đóng là mình biết liền thôi. Nhất là anh em đóng cái đinh vô mấy cái tường bê tông rồi cứng cứng á, nó rất là dễ trượt. Nếu mà đóng như những cái búa mình mua mới ngoài chợ. Riêng những cái búa này á, đóng là chắc ăn. Không như là riêng búa này, búa Nhật nào cũng thế. Mày cái gì đây? Đây, chẳng hạn như cái búa này. Hay gì đó anh em, cái đầu này đóng cái đinh khó trượt lắm. Kéo nè, lưỡi dao nữa nè. Lưỡi dao anh em thấy không, gõ banh sống lưng hết trơn luôn mà cái lưỡi chưa mẻ. Rõ ràng là người ta tôi luyện cái phần lưỡi nó rất là cứng. Ở đây cây kìm này, cây kìm cắt cáp này. Ồ, còn nguyên lưỡi luôn nè. Kìm cắt cáp còn nguyên lưỡi luôn nè. Cáp to à. Ồ. Cắt từ từ đó nè. Độc đáo. Cắt từ từ. Rất là độc đáo. Rất là độc đáo luôn. Hay. Quá hay. Gọi là kìm mỏ két. Kìm này cắt cáp là số 1 luôn. Anh em nào làm bên cái ngành xây lắp điện, anh em dùng để cắt cáp. Đặc biệt là cáp cáp nhôm. Một sợi cáp nhôm mà công suất nó bằng sợi cốp đồng thì cái diện tích của nó phải là 3 lần. Nó lớn. Rất là lớn. Chúng ta có kìm hỗ trợ chúng ta sướng luôn. Anh em thấy không? Đồ lụng vụng thế này thôi. Anh em mà về bán xả, nước đầu tiên anh em bán xả giá 150.000 ký. Thì những cái đồ này mà lựa 1 ký á, nó nói là dòm ra tính ra quy ra cây á, mấy ngàn bạc à. Mấy ngàn bạc cây à. Bán xả 150.000 ký cho bà con người ta lựa. Quý ở đây thì quý không bán xả kiểu đó, tại vì quý bán xả thì cái để lại cái nước sau cho những người thanh lý họ bán xả lại thì họ làm, quý không có bán xả. Quý bán là hợp lý. Ở đây rất là nhiều đồ hệ luôn, đồ hay là đồ bán cái này, cảo nè. Kéo các cạnh nè. À, thêm một cây kiềm cắt cáp nữa nè. Anh em thêm một cây kiềm cắt cáp nữa nè. Anh em ơi. Từ từ anh em, nhấp rất là sát là xong anh em. Cái kìm đó còn hoạt động hiệu quả đó, giờ ben luôn rồi. Sơ lược cái khu bên này ha, hàng bên đây còn đẹp nha anh em. Thì nếu như mà anh em lấy riêng á thì sẽ là giá riêng, bởi vì hàng bên đó đẹp hơn hàng bên này. Còn anh em lấy hết á, thì sẽ có một giá chung thôi. Còn anh em lấy riêng, nếu như anh em lấy bên này thì rẻ hơn bên kia. Còn bên lấy không bên kia thì giá nó cao hơn bên này ha. Cái gì đây anh em? Dường như nó bằng gỗ. Nó được sơn màu đồng. Hàng bên này thì xấu anh em ơi.
Những cái hàng này anh em mang về mà đổ xá ra sân á, anh em treo giá 100.000 ký, 100.000 ký, bà con họ tới họ lựa vui lắm anh em. Đây là một cái dao nè, đây là một cái dao nè anh em. Đó, cái dao để cắt cái gì nè, giấy cắt tôn này, có thể cắt tôn, có thể cắt giấy không. Là nhiều đồ độc đáo. Khi mà đúng nhu cầu của chúng ta đó, chúng ta gặp một cái món, cái đồ vật này mà đúng nhu cầu chúng ta đang cần, sướng lắm, xài sướng lắm. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem quý khái quát sơ lược cái đồ nó như thế. Và đồ này là mong muốn là bán sỉ cho anh em nha, bán hết nha anh em, anh em mua về anh em đổ ra kinh doanh bán lại nha. Thì anh em mà mua hàng mua sỉ của quý á, đối với những anh em học làm á, anh em gặp cái nào khó khăn quá anh em có thể hỏi quý, hỏi riêng quý, quý sẽ biết những gì, quý sẽ chỉ cho anh em những đó để anh em có cái hướng kinh doanh hiệu quả. Mong muốn là anh em kinh doanh với quý là sẽ có lợi nhuận, chứ không mong muốn anh em mua xong rồi mất tiêu. Không mong muốn anh em vốn 100 triệu làm với quý vài tháng còn có mấy chục triệu, điều đó rất là đau lòng. Quý không mong muốn, mong muốn cùng nhau phát triển nha anh em. Rồi cái hàng này thì anh em sẽ làm việc trực tiếp với bà xã quý, tại vì quý bán lẻ, bà xã quý bán sỉ, mỗi người một cái viên á anh em nha. Số điện thoại liên lạc anh quý sẽ để phần mô tả, quý đọc số điện thoại luôn là 0988274939, anh em có thể làm việc cái số điện thoại đó nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem.